Hello, các bé của trường chúng mình chơi lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Minecraft Survival F1. Nghĩa là F2. Chỉ có điều là tại sao mình lại nói tiếng Việt, nói tiếng Anh là mấy số gì chạy? Do mình quên quay thôi. Thì ở trong video trước thì mình đã review một server ở Việt Nam, đó chính là server Minecraft. Và có thêm cái server PvP của Fistancraft nữa. Đây là giờ mình sẽ review luôn nó hay là để tập sau ta. Các bạn thấy nào, tập sau mình định làm Minecraft Survival tiếp. Thật là làm cái review này các bạn hãy để dưới phần comment để cho mình làm nào. Ok. Vì thế mình phải để chế độ này tại vì mình không có tí thức ăn nào luôn. Tại sao mình lại tắt cái đó? Trong đây có gì đâu? Thức ăn nè. Giờ có thức ăn đóng luôn. Không phải mình mới thấy bò. Đừng có quan tâm gì tới nó. Giờ làm gì đây? Đi mai hả? Đi đường vòng chơi. Đi mai thì chán. Thắm chán luôn. Mình không biết cái nào để làm. Mình coi coi mọi người rồi. Nó có gì đừng nói. Tại nãy mình nghe tiếng gì vậy? Cái đậu phộng. Hơ hát con lúa hả ta? Nếu mình làm thì trong gương mình còn đóng đúng chưa? Ôi hoài vậy hết hạt giống à. Tối quá không vậy? Mình mới chơi tối nên là các bạn thấy tối thì nói ở phần comment nghe để mình bật sáng hơn lúc quay, tại vì mình thường chơi tối. Chơi tối cho tiết kiệm pin, quay video để chơi lâu hơn. Vì tấm này chỉ là giới thiệu thôi, vì thế rất là ít. Không nhau được bố, không nhau lấy thức ăn cho bố, lấy con ra cho bố lên. Cho bố. Con cù này nó muốn gì? Sao xung quanh mình toàn là cù không vậy trời? Sao mình không có dưa hấu để trồng ta? Này chỉ là giới thiệu về cái giới sản phẩm của mình thôi, vì nó sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye các bạn. Và cũng đừng quên like, subscribe đến channel của mình nha. Và cũng hãy để giúp phần comment là mình nên tập tiếp theo mình nên review server BBB của Fistancraft hay là làm tiếp Minecraft Survival F2.